Bà ở đây chờ con. Bác sĩ, ba tôi tức ngực không thở được, xin hãy giúp. Ui giời ơi, trời đánh tranh miếng ăn, làm gì mà cứ phải sồn sồn lên thế? Cứ đưa ông về phòng nằm chờ đi. Yên tâm, ông không chết được đâu. Nhưng Phan bà không thể chờ đợi thêm được nữa rồi. Hãy luôn mỉm cười nhé con. Bà xin lỗi. Bà ơi! Bà ơi! Mục tiêu tiếp theo của hung thủ chắc chắn là bác sĩ trưởng khoa. Đã xác định được địa chỉ và danh tính của nghi phạm. Hành động.